chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bắp Bắp và truyện ma bắp độc Nhị Trùng Thân của tác giả Thục Linh. Ở tập trước thì Tỉnh đã biết được cách để mà hóa giải lời nguyền, đó là một người hành khất đã nói cho Tỉnh biết nếu như muốn hóa giải lời nguyền thì Tỉnh phải đi về tứ trấn, đó là trấn Đông Tây Nam Bắc. Ở mỗi một trấn như vậy sẽ có một cái đền, và mỗi một đền sẽ có một cái vị thần giống như là chủ quản của cái đền đó. Theo như vị hành khất đó nói, thì các vị thần cũng có những điều làm sai lầm trong quá khứ. Chỉ cần Tỉnh đi đến những cái trấn đó, đi đến những cái ngôi đền đó, tìm những gì đau thương nhất và giúp cho những vị thần đó giải quyết, thì sau khi giải quyết, Tỉnh sẽ có được một số món bảo vật. Sau khi đã thu thập hết đầy đủ tất cả những món bảo vật ở tứ trấn rồi, vào một ngày mùa hè, Tỉnh phải tìm một nơi có năng lượng nhiều nhất để cho nhị trùng thân nhập vào bên trong người của Tỉnh. Thì khi đó, cùng với sự giúp sức của những món bảo vật mà Tỉnh đã tìm được, có thể tiêu diệt được cái nhị trùng thân đó và khiến cho nó tan tành thành mây khói. Nếu như Tỉnh không hoàn thành xong được nhiệm vụ và không thu thập được bảo vật, thì Tỉnh sẽ bị chết, sẽ bị tên nhị trùng thân kia giết chết bằng một cách rất là khủng khiếp, hoặc là bị chiếm đoạt lấy thân thể, và Tỉnh lúc đó sẽ bị trở thành một hồn ma mà không ai biết được. Hiện tại thì Tỉnh đang đi đến tứ trấn. Đầu tiên là Tỉnh chọn đi theo hướng, thứ tự là Đông Tây Nam Bắc. Tỉnh đã đi đến, đầu tiên là đi đến trấn Đông trước và đi đến đền Bạch Mã. Vị thần tọa chính cung ở đền Bạch Mã là Long Đỗ. Long Đỗ này không phải là tên, mà tên thật sự của vị thần này tên là Tô Lịch. Bởi vì có theo một cái giai thoại được nói rằng Long Đỗ là tên của cái quận thôi. Giai thoại kể lại rằng có một lần Cao Biền là một tên phù thủy của nước Tàu, khi đó đi ngang qua quận Long Đỗ, là Hà Nội hiện nay, thì khi đó mới thấy long mạch ở đó rất là mạnh và muốn phá vỡ, muốn yểm lại long mạch ở đó. Lúc mà muốn yểm lại thì không thành công, bởi vì có một vị thần hiện lên ngay tại quận Long Đỗ, và vị thần đó xưng danh tên là họ Tô, tên Lịch. Mặc dù tên Cao Biền đó đã được vị thần Tô Lịch hiện lên và nói với hắn là không có được làm những cái bùa phép ở đó, nhưng mà hắn vẫn một mực muốn làm. Sau đó đã bị vị thần đó phá bỏ kế hoạch của hắn, và hắn sợ hãi cho nên đành phải tạm dừng lễ trấn yểm và lập một đền thờ bên dòng sông lớn, bên dòng sông Long Đỗ, và gọi cái vị thần đó là thần Long Đỗ. Đại khái là tên Tô Lịch là tên của vị thần Long Đỗ trấn ở đền Bạch Mã. Như vậy là nhiệm vụ của Tỉnh có liên quan tới thần Long Đỗ ở ngay chỗ đền Bạch Mã. Ở trong tập trước thì cả hai lần xuyên không đều là ngay thời nhà Đinh luôn. Ở cuối tập trước chúng ta dừng ở đoạn sau khi Tỉnh đã biết được thông tin là vua Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích ám sát, thì ngay lập tức lúc đó giống như là Tỉnh bị xuyên không đến một chỗ khác nữa. Và ở chỗ đó Tỉnh nhìn thấy một cái con ngựa, và con ngựa đó đổ hai dòng huyết lệ là khóc mà khóc ra máu luôn. Và con ngựa đó đang đứng ở Hoa Lư, Ninh Bình, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở hiện tại. Và mọi sự việc sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe một phần của chương trước để gợi nhớ lại và nối liền tiếp qua những chương ngày hôm nay nha. Hình ảnh các vị quan lại biến mất, cảnh tượng dần thay đổi như một thước phim quay nhanh. Anh thấy mình vẫn đứng im ở chỗ cũ, xung quanh màu sắc của núi non đã đổi khác. Một số công trình hiện đại, chùa chiền lát ngói nâu đã mọc lên trên các sườn núi. Hình ảnh này rất quen thuộc, anh đã thấy nhiều trên mạng internet. Đây chính là cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Mới đây là điểm du lịch rất thu hút khách. Đứng trước mặt anh lúc này lại là một con ngựa trắng mút. Nó đứng im nhìn anh, mũi khẽ phập phồng thở nhẹ. Rồi từ từ, từ trong hai tròng mắt lớn của nó, hai dòng huyết lệ đổ ra. Chương 7. Đỗ Thích Thí Đinh Đinh. Tỉnh không biết phản ứng gì với cảnh tượng đó. Thế rồi lực hút khó cưỡng lại xuất hiện, đưa anh trở về với thực tại. Mở mắt ra, Tỉnh nhận ra hai khuôn mặt lo lắng đang châu vào phía anh. Chính là Duy và Vân. Anh vẫn nằm im ở chỗ cũ, trên nền đá lành lạnh của ngôi đền. Từ từ, hôm qua nó gặp ác mộng. Giọng Duy vang lên. Nó tỉnh rồi kìa. Tỉnh tự ngồi dậy, hít sâu lấy lại hơi thở. Lần nào bị thế này anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Là trầm hương, cái mùi trầm hương chết tiệt. Tỉnh lẩm bẩm. Mày nói cái gì thế? Duy hỏi. Tỉnh từ từ đứng dậy, chỉ vào cái đỉnh đồng nhỏ kia. Là sao? Vân vẫn không hiểu gì. Cái mùi hương trong đó, tao ngửi vào bị khó thở rồi ngất đi. Mỗi lần ngất đi đều thấy những cổ cảnh kỳ lạ. Tao đã nghi ngờ từ hôm qua rồi, hôm nay kiểm chứng đúng là y như tao nghĩ thật. Có lẽ nó đã khuếch đại khả năng của tao lên. Thế thì mày tránh xa nó ra đi. Lần nào đi lễ đền cũng ngất ngay thế này, bọn tao hết cả hồn á. Duy ngoan ngoắt kêu lên. Không, tao nghĩ tao cần nó. Nó cho tao nhiều gợi ý đấy. Bọn ta hạ lễ xong rồi, giờ đi hóa vàng rồi sang đền voi phục nhé.
mày cũng khấn tạ đi. Vân nói, sau khi khấn tạ, Tỉnh không rời đi luôn mà tìm người Thử Từ, Quảng Đền, để hỏi về gốc tích của những mẫu trầm hương kia. Trong lúc đợi Vân và Duy đi hóa vàng, người Quảng Đền đang ngồi trong gian nhỏ bên phải của chính cung, pha ấm nước trà. Đó là một người đàn ông gầy gò có đôi mắt sâu và sáng, khuôn mặt hiền lành. Ông mời Tỉnh vào ngồi cùng để trò chuyện. Hai người bàn về nét đẹp của ngôi đền và những mẫu chuyện về Đức Thần Long Đổ một lúc. Sau Tỉnh mới dám cất tiếng hỏi. Chú ơi, lúc nãy cháu lễ ở chính điện có ngửi thấy mùi trầm hương rất ấm, rất thích. Không giống như các loại hương cháu từng được ngửi qua. Không biết chú mua được ở đâu, cháu muốn tìm mua. Ha ha, mũi cháu cũng thính phết nhỉ. Trầm hương đó là trầm hương thượng hạng đó. Đó là trầm hương kỳ nam, một loại trân bảo. Gỗ trầm của loại trầm hương này cũng phải tích tụ gần trăm năm, hương thơm đậm đặc, ngửi lâu mà thấy ấm, khoan khoái trong lòng. Trầm hương trân bảo không phải từ một loại cây tên là trầm, mà là từ vỏ gỗ của cây gió bầu. Mà cây đó càng mục ruỗng, sờ xét thì nuôi được trầm càng thơm. Nếu là cây bị sét đánh nữa thì tuyệt đỉnh. Loại trầm hương thượng hạng này bên ngoài khó tìm mua lắm, mà giá đắt cắt cổ. Trầm hương trong đền Bạch Mã này là một người bạn cũ của chú ở một ngôi chùa dưới quê gửi lên. Cậu ấy là chủ trì, tự tay tìm được cây giá bầu quý đó mới gửi lên tặng chú. Mong bản đền luôn sắc ấm hương nồng. Ôi, thế thì cháu vô vọng rồi. Cháu thực sự cần ít trầm hương này, cháu cứ tưởng dễ mua chứ. Thấy ánh mắt lo âu sầu khổ của Tỉnh, người quản đền cười khà khà. Ôi, đơn giản thôi chàng trai. Trong kho của đền vẫn còn một ít, coi như chú tặng cho cháu. Nếu còn duyên thì bạn chú vẫn còn gửi lên được, mà hết cũng không sao. Trầm hương này quý ở việc có người biết thưởng thức nó, chứ ở đây mình chú thắp lên cũng đâu ai nhận ra. Không thì trân bảo hay thượng vật cũng chỉ như nhau, cũng là một mẫu trầm nhỏ đốt cho ấm ban thờ thôi mà. Người biết giá trị của nó không nhiều nên cháu đặc biệt đấy. Ngoài ra đừng mong mà đem bán được, không có mối thì bán chẳng được giá đâu. Chồng cháu không phải người mưu mô vậy nhỉ? Tỉnh bối rối không biết nói gì, cũng không dám nhận. Sau đó người quản đền vào kho đưa cho Tỉnh một chiếc hộp màu đỏ, bên trong đựng đâu gần chục mẫu trầm hương nho nhỏ. Nhiều quá thế này, cháu ngại lắm ạ. Cứ cầm đi, chú đã bảo rồi, không phải ngại. À, còn cái này. Người quản đền đưa cho Tỉnh một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Cái gì thế ạ? Phù bình an có sắc lệnh của thần Long Đổ đó. Ai quý chú đều tặng cho một cái, để trong ví hoặc sát người sẽ rất tốt. Tỉnh cảm ơn rối rít rồi mới đi về. Vân và Duy đứng đợi ở ngoài sân lâu đã sốt ruột, mãi mới thấy bóng Tỉnh đi ra. Mày làm cái gì trong đó thế? Ngủ à? Biết thế nãy tôi đếch gọi mày dậy, cho mày ngủ luôn ở đền luôn, Vân nhỉ? Duy nói. Nào, bậy bạ. Vân tỏ ý khó chịu. Nhanh lên đi, giờ sang đền voi phục không muộn quá. Từ từ. Tỉnh nói. Tao nghĩ bây giờ chưa cần tới đền voi phục vội đâu. Là sao? Hai con người kia ngớ mặt ra không hiểu gì. Tao sẽ về Hoa Lư một chuyến. Tại sao? Mày bị ngáo trầm hương à? Duy thắc mắc. Người hành khất ở con ngõ kia cũng từng nói với tao rằng phải tìm những sự kiện đau thương của những thời đại lịch sử có liên quan tới các ông thần để giải quyết. Ở đây, tao đều nhận được sự gợi ý về thời Đinh. Ở thời Đinh có vụ gì ám sát vua à? Ơ, mày cũng nhớ cơ à? Thời Đinh có lẽ vụ án đó là gây nuối tiếc nhất. Đỗ Thích thí Đinh Đinh. Trong một đêm, vua Đinh Tiên Hoàng cùng con trai trưởng là Đinh Liễn bị ám sát, gián tiếp tạo nên sự sụp đổ cho triều đại nhà Đinh. Vân nói, thế thì đúng rồi. Tỉnh chậm rãi kể lại cho hai người bạn nghe khung cảnh lúc nãy khi ngất đi, anh nhìn thấy. Mày trông thấy cả lúc vua mới bị ám sát cơ á? Wow, xịn nha. Duy bình phẩm. Nhưng ta vẫn chưa hiểu thần Long Đổ có liên quan gì tới vụ này và vào thời kỳ nhà Đinh nhỉ? Thần có gì nuối tiếc ở vụ ám sát này hay sao? Tỉnh hỏi. Để ta về tìm thêm tư liệu về vụ này cho, xem có tìm được mối liên hệ nào không. Nhưng sao mày phải về Hoa Lư? Tại tao nhìn thấy con ngựa trắng ở Hoa Lư, nó như muốn gọi tao về Hoa Lư vậy. Mới cả, ông hành khất cũng nói tao phải tìm các bảo vật gì đó để giúp bảo vệ tao trong những ngày tháng cuối cùng. Hay có khi có bảo vật ở Hoa Lư thì sao? Ta phải đi gấp, nếu sai còn có thời gian sửa sai, không nên chần chừ. Bạch Mã là hóa thân của thần chính khí Long Đổ mà,
có lẽ vậy. Không hiểu điều gì đã thôi thúc Tỉnh phải trở về cố đô Hoa Lư, nhưng ánh mắt khắc khoải của con ngựa trắng trong ảo ảnh kia khiến anh cảm thấy day dứt. Dòng huyết lệ, phải là một nỗi đau thế nào? Cả nỗi nuối tiếc ngập tràn không sao hiểu nổi trong lòng anh lúc đó nữa. Anh nghĩ nếu trở về nơi bắt đầu của mọi thứ, có khi anh lại nhận được gợi ý nào đó rõ ràng hơn thì sao? Trường của Duy vào năm cuối yêu cầu thi tốt nghiệp vào mùa hè để xét ra trường, nên tính ra Duy có một tháng nghỉ ôn thi, vừa khớp với khoảng thời gian này. Duy quyết định sẽ đi theo Tỉnh vài ngày xuống Hoa Lư, coi như đổi không khí rồi về tập trung ôn thi. Tối hôm đó, hai thằng sắp xếp quần áo vào trong ba lô, chuẩn bị sáng hôm sau bắt xe xuống Ninh Bình. Vân đang tiếp tục tìm kiếm, nếu có thông tin gì, cô sẽ báo ngay cho Tỉnh biết. Chuyến xe khách chồng chành chở Tỉnh và Duy về miền đất Ninh Bình. Tỉnh cầu mong không bắt gặp hiện tượng gì kỳ lạ để chuyến đi được êm xuôi. Anh đã cất lá phù ở đền Bạch Mã vào trong ví, vì thế trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh đang đi phụng sự thần Long Đổ, vì thế nên có lẽ sẽ được bảo trợ nhiều hơn. Đêm hôm qua lẫn sáng hôm nay, anh chưa nhìn thấy kẻ nhị trùng kia thêm lần nào. Tỉnh và Duy nhận phòng ở một nhà nghỉ nhỏ gần khu du lịch Tràng An, rồi quyết định đi thăm thú khu di tích Tràng An trước. Hôm sau, nếu còn thời gian thì cả hai sẽ đến thăm đền vua Đinh Tiên Hoàng và di tích Cố Đô. Hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần, nhưng khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn vô cùng đông đúc. Cả hàng người dài đứng xếp hàng để mua vé chờ lên thuyền vãn cảnh. Khu sinh thái này mới mở được ít lâu nên vẫn còn rất nhiều người muốn trải nghiệm. Mua vé và chờ thuyền tới gần nửa tiếng, Duy và Tỉnh mới được đưa xuống một con thuyền nhỏ có đánh số. Có một người lái thuyền đang ngồi chờ sẵn. Đó là một người phụ nữ, độ đâu 50 tuổi, dáng người khắc khổ, đội chiếc nón lá sùm sụp. Hai thằng ngồi trên thuyền để cho một mình bác chèo lái cũng thấy hơi ngại. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn chèo thuyền thoăn thoắt, mái chèo đạp nước êm như ru, con thuyền rời bến. Bác là phụ nữ, làm nghề này có vất vả không ạ? À? Tỉnh bắt chuyện. À, vất vả rồi cũng quen. Hồi đầu cũng cực lắm, nhưng mà có việc để mà làm thôi là mừng rồi. Con thuyền đưa hai người xuôi theo dòng sông mênh mông mềm mại uốn quanh những vách núi xanh rì. Cảnh vật mộc mạc và êm đềm. Con sông lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè, gió thổi mang mát mà không hề nóng bức. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ mà dịu êm này, những nỗi sợ hãi và mệt nhọc trong lòng Tỉnh gần như tan biến hết. Anh khoan khoái nhắm mắt lại đôi lát, tận hưởng giây phút hiếm hoi. Thằng Duy cũng có vẻ thích thú lắm. Nó chụp ảnh lia lịa, miệng cười nói. Ơ, đẹp mày nhở. Có con máy cờ ở đây thì chụp cũng ra gì phết đấy. Tỉnh vui vẻ lấy tay nghịch nước. Chiếc thuyền đang lướt qua một đống rong rêu. Bất chợt, Tỉnh thấy một thứ hình tròn đang trôi lại phía thuyền của mình. Khi thứ đó trôi qua, Tỉnh chợt hét lên. Đó là một chiếc đầu người nằm dưới nước, đôi mắt mở trừng trừng với làn da bủng beo vàng vọt. Chiếc lưỡi của nó thè ra thòng lòng, thế nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm. Người sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết, sắp chết. Những con giòi trắng bò ra lúc nhúc từ lỗ mũi và miệng của chiếc đầu người. Cái đầu đó mang khuôn mặt của Tỉnh. À... Tỉnh đứng bật dậy khiến chiếc thuyền chao đảo. Anh không kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Ơ này, ngồi xuống đi. Bác lái thuyền hét lên. Thế nhưng đã quá muộn. Tỉnh không lấy được cân bằng, ngã tùm xuống nước. Cả anh và Duy đều không biết bơi. Tỉnh bỗng thấy hối hận vì vừa nãy được phát áo phao mà không thèm mặc vào vì sợ nóng. Anh chới với rồi chìm xuống khỏi mặt nước. Chân của Tỉnh vùng vẫy trong làn nước, cảm nhận được một chút nền đất đang ở dưới chân mình nhưng vẫn chới với. Đưa tay đây, đưa tay đây. Giọng Duy hét lên với Tỉnh. Anh Quốc ơi, có khách rơi xuống nước rồi, nhanh sang giúp em với. Bác lái thuyền của Tỉnh gọi chiếc thuyền khác gần đấy nhờ giúp đỡ. Trong lúc bập bùng trong làn nước xanh rì, Tỉnh vô tình nhìn thấy một vật sáng lóa lao từ đằng trước về phía Tỉnh. Nó lướt rất nhanh và uyển chuyển. Thế rồi, nó va mạnh vào người Tỉnh, hất anh lên khỏi mặt nước. Hai tay của Tỉnh bám vào được cạnh thuyền. Thế rồi, trong chớp mắt, anh nhìn thấy con vật đó lại rẽ nước bơi khỏi đó về hướng cũ, biến mất. Ánh sáng tân linh theo sau nó vẫn sáng bập bùng mãi. Tỉnh được Duy và một bác trai kéo lên. Bác trai càng nhằn. Trời ơi, sao cậu không chịu mặc áo phao vào?
Chúng tôi sẽ bị phạt nặng nếu như khách không chịu mặc áo phao mà để xảy ra chuyện đó. Cháu xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi. Tịnh lắp bắp, khẽ ngồi xuống thuyền. Từ đầu đến chân ướt sũng cả, người run lẩy bẩy, vừa sợ, vừa lạnh. Thật xui xẻo. Nếu như lúc nãy không nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó, thì Tịnh đã không mất thăng bằng. Bác trai kia trở về thuyền của mình để tiếp tục chở khách. Duy và Tịnh mặc ngay áo phao vào. Duy rút ví đưa cho bác gái ít tiền phí, coi như xin lỗi vụ việc vừa rồi. Nó vẫn nhanh nhẹn như vậy từ xưa. Xong nó quay sang nhấm nháy với Tỉnh, ra chiều khó hiểu, muốn hỏi xem có chuyện gì. May mà chỗ đó nước không sâu lắm nhé, không mày lại to rồi con ạ. À. Sao tự nhiên lại ngã chuối xuống thế? Tỉnh không tập trung nghe câu hỏi của Duy, đầu vẫn thắc mắc về con vật vừa nãy. Hình như nó đã tới để cứu anh. Chương 8. Đầm rái cá. Vừa nãy, lúc tao ngã xuống nước, mày có nhìn thấy vật gì sáng loáng bơi đến không? Mày lại ngáo đồ à? Lúc đó tao chỉ nhìn thấy con chó ướt lấp ngóp ở dưới sông là mày thôi. Lúc nãy có một con vật khá lớn bơi tới, lông hơi mượt, trông như con gấu ấy. Nó hất tao lên khỏi mặt nước. Thế sao mà ngã hả? À, tao nhìn thấy đầu của tao trôi trên sông, kinh lắm. Eo, tởm thế. Duy nhăn mặt. Kẻ nhị trùng dở trò đó, nó tra tấn tinh thần tao. Thế phải giải quyết nhanh lên. Duy thở dài. Bác ơi, cho cháu hỏi, ở dưới sông này có nuôi cá to không ạ? À? Tỉnh hỏi người lái thuyền. Bác gái trả lời. Không, dưới này cũng ít cá to, chủ yếu là cá nhỏ theo đàn, rồi các loại bọ nước. Dưới này toàn trong rêu thôi. Thế mà nãy cháu thấy có con cá to lắm, phải gần bằng con cá heo ấy. Làm gì có chuyện đó? Mà hướng kia là hướng động gì ạ? À? Tỉnh chỉ tay về phía bên phải, hướng con cá lớn đó bơi tới. À, bên đó chỉ có núi non thôi, có vài động nhỏ nhưng thuyền không vào được. Sao thế? Thế thôi ạ? À? Thế xa hơn chút nữa cũng chỉ toàn núi thôi ạ? À? Nếu cháu muốn hỏi về địa điểm tham quan, thì bên hướng đó là Tràng An cổ đấy. Cũng chung một mạch sông, nhưng khu này mới khai thác thôi. Mà đi Tràng An thì đúng là nên đi Tràng An cổ trước. Cảnh bên đó mới là nguyên sơ đó cháu. Còn bên này thì các công ty đầu tư xây dựng nhiều rồi, đào núi dẫn nước các thứ. Ồ, thật ạ? À? Bên đó có phải gần cố đô hơn không ạ? À? Tất nhiên rồi, bên đó còn có đền các vị vua. Đi cũng đỡ mất thời gian hơn, chỉ đi qua một động và một đền rồi lên núi. Còn bên Tràng An mới này thì có nhiều luồng đi hơn, nhiều đền và động ngầm. Nói chung tùy sở thích mỗi người. Nếu các cháu ở đây 2 ngày thì cũng có thể ghé qua đó chơi. Chứ ở bên này đi hướng đó thì không có lối đi hay điểm tham quan nào cả. Thế thì có khi chúng ta tới sai chỗ rồi. Tỉnh lẩm bẩm. Chiều hôm đó về lại phòng nghỉ, Duy hỏi Tỉnh. Thế mà chúng ta đi chơi đâu? Mày có dự tính gì chưa? Tao vẫn không hiểu mày về đây làm gì. Nếu đến đền các vị vua đinh thì có thể có manh mối à? Ừ, mà chúng ta sẽ thử đi Tràng An cổ. Chỗ đó nguyên sơ từ nhiều đời, có nhiều khả năng sẽ có thứ gì đó còn sót lại thì sao? Lại gần cố đô và có đền thờ các vị vua đinh. Ok. Tỉnh nằm xuống giường của mình, giãn gân cốt sau một chuyến đi có vẻ chưa được suôn sẻ lắm. Bất chợt lúc đó có cuộc gọi đến của Vân. Tỉnh bắt máy. Alo, alo, tao tìm được rồi này, tìm được mối liên hệ hay lắm. Giọng Vân mừng rỡ, Tỉnh chợt thấy thấp thỏm trong lòng. Thế à, như nào cơ? Liên hệ với nhà đinh à? Ừ, tao tìm chính sử không thấy ghi nhiều, nhưng trong giả sử và giai thoại thì có. Cái này liên quan mật thiết với thời thơ ấu của vua Đinh Bộ Lĩnh. Tao sẽ nhắn vào trong group nhé, nói đây thì lại không nhớ được hết mất. Sau đó, Vân bắt đầu kể về những gì mình thu thập được. Đọc những dòng Vân viết, trong đầu Tỉnh bắt đầu hiện ra những khung cảnh hào hùng xưa cũ. Dù Tỉnh không hiểu hết những địa danh và chức tước mà Vân đã nói. Đất Hoang Châu xưa kia, nay là hai vùng Nghệ Tỉnh hợp vào. Có một vị thứ sử tên là Đinh Công Trứ. Ông từng làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, chinh chiến nhiều nơi. Dương Đình Nghệ từng giấy binh khởi nghĩa, tự xưng làm tiết độ sứ chiếm được một phần đất Giao Châu, bao gồm cả Việt Nam ngày nay. Tinh quý Đinh Công Trứ
mới ban vùng Hoang Châu cho ông làm thứ sử cai quản. Đinh Công Trứ có một vị phu nhân họ Đàm xinh đẹp, hiền thục, ở với nhau lâu mà chưa có con. Vị phu nhân họ Đàm sống trong sung túc, yêu thiên nhiên cây cỏ, ngày ngày chăm hoa tỉa lá. Vào những ngày rảnh rang, chim hót bên đàn, bà cùng với hạ nhân ra ngoài vãn cảnh. Gần phủ của thứ sử họ Đinh có một chiếc đầm lớn, hoa sen mọc đầy, cảnh trí hữu tình không sao tả xiết. Đàm phu nhân thường hay tới đó lắm, trầm mình trong khung cảnh thiên nhiên. Sau đó một thời gian, Đàm phu nhân bỗng dưng mang bầu. Trước lúc mang thai, bà từng mộng thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, tay mang một chiếc ấn có hình rồng uốn lượn, tới quỳ gối xin làm con trai. Tỉnh giấc mộng, bà thấy kỳ lạ nhưng vẫn chưa hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Đủ 9 tháng 10 ngày, bà sinh ra một bé trai bụ bẩm, đặt tên là Đinh Bộ Lĩnh. Con trai mới được vài tuổi thì Đinh Công Trứ bệnh nặng qua đời. Đàm phu nhân đành dắt díu con về quê ngoại, nương nhờ một người chú ruột của con tên là Đinh Thúc Dự. Bộ Lĩnh lớn lên tính cách khẳng khái, thông minh đỉnh ngộ, học đâu hiểu đó. Đàm phu nhân cũng có kỳ vọng về tương lai của con. Tuy nhiên về xuất thân thật sự của Đinh Bộ Lĩnh, bà muốn giấu kín, không muốn kể với ai, chỉ có những tỳ nữ thân cận của bà biết. Nhớ lại ngày trước, chuyện đó xảy ra vào một ngày trời mây ảm đạm, không khí có chút oi ả. Đàm phu nhân ra khỏi biệt phủ để đi tắm đầm cho mát mẻ. Đâu ai ngờ hôm đó nước đầm có phần đục hơn thường lệ, không nhìn rõ vật bên dưới đầm. Phu nhân ngồi bên bờ đất đang định trút bỏ xiêm y thì bỗng từ đâu một con rái cá lớn bơi tới, cuốn lấy vị phu nhân xuống dưới đầm rồi mất hút. Các vị gia nhân kêu trời lên vội lao xuống nước cứu phu nhân nhưng không thấy đâu, dù đầm không sâu lắm. Họ đi tìm người tới giúp, thế nhưng vừa tới nơi thì thấy phu nhân đã nằm trên bãi lau sậy gần đó, người mệt lả, cơ thể trần trụi không có mảnh vải che thân. Gia nhân hoảng hốt đưa phu nhân về nhà, mọi chuyện được giấu kín. Bà đâu có ngờ rằng ở cái đầm đó có một con rái cá đã thành tinh cư ngụ. Trời hè nóng bức, nó bơi lội trên mặt nước, thấy vị phu nhân xinh đẹp liền cõng đi. Tại sao bà không còn mảnh vải che thân sau khi bị bắt cóc là một nỗi ô nhục mà Đàm thị không thể kể với ai. Ít lâu sau thì bà mang thai Đinh Bộ Lĩnh. Mối hồ nghi của bà ngày một lớn khi chứng kiến con trai mình lớn lên tài giỏi thế nào. Đinh Bộ Lĩnh luôn cầm đầu lũ trẻ trong làng, bày mưu đánh trận giả ngoài bãi lâu lớn, chỉ huy dũng mãnh được tôn sùng. Lũ trẻ con còn dùng tay làm kiệu để Bộ Lĩnh ngồi lên, công kênh, hai bên có hai hàng người đi như vua chúa diễu hành. Người người đều cho rằng cậu bé có các nhân thiên tướng, sau này nên làm việc lớn, kế tập chức tước của phụ thân. Không chỉ đánh trận giỏi mà Đinh Bộ Lĩnh còn bơi lội cừ khôi. Cậu bé lặn xuống nước thoăn thoắt, lâu mà không thấy ngôi lên. Người chú ruột của Đinh Bộ Lĩnh có một đàn bò quý hàng chục con, vốn dĩ không muốn đèo bồng hai mẹ con Đàm thị, nên đành giao đàn bò cho cháu trông nom để bớt đi nhân công, coi như trả tiền ăn ở. Trong lúc chăn bò cắt cỏ, Bộ Lĩnh luôn rủ bạn bè đánh trận giả, khiêu chiến cả làng bên, đánh giáp lá cà y như một trận đánh thực sự. Một ngày, đội của cậu thắng lớn, Lĩnh nổi máu oai hùng, bèn giết một con bò trong đàn bò của chú để khao quân. Tiệc tùng xong xuôi, Đinh Bộ Lĩnh bèn nghĩ cách trốn tội. Cậu bé giữ lại chiếc đuôi bò, vào trong bìa rừng, tìm một khe núi mà nhét chiếc đuôi bò vào. Chiều xuống, chú của Bộ Lĩnh đi kiểm tra đàn bò, phát hiện mất một con thì bực dọc lắm. Bộ Lĩnh giả vờ méo máu, nói rằng bò đi lạc vào rừng, gặp đá lở bị kẹt lại không thoát ra được. Đoạn dẫn người chú tới vách đá. Đinh Dự tiếc của, bèn cắn răng cắn lợi để kéo con bò ra. Thế nhưng khi chiếc đuôi bò bật ra khỏi vách đá, người chú mới biết mình bị lừa, vô cùng căm phẫn, bèn lấy dao và hô hoán gia nhân đuổi theo Đinh Bộ Lĩnh chém giết. Mẫu thân của cậu bé biết tin chạy theo van xin. Đinh Bộ Lĩnh sợ hãi bỏ chạy, sau cùng chạy tới một con sông lớn, nước chảy xiết. Đường cùng không còn cách nào, Đinh Bộ Lĩnh đành nhảy xuống sông. Tuy nhiên, sự lạ đã xảy ra, mặt sông đang nổi sóng cuồn cuộn, tưởng chừng như nuốt chửng lấy cậu bé mới hơn 10 tuổi, thì bỗng nhiên rẽ đôi ra, một con rồng nước cuộn mình vươn dậy, đỡ lấy Đinh Bộ Lĩnh, đưa sang bên kia bờ. Người chú thấy thế sợ quá bỏ về. Đàm phu nhân đứng trân trân bên dòng nước, càng chắc chắn về thân thế có dòng dõi thủy thần của con mình, chắc mẩm sau này được gửi gắm thiên mệnh. Vào thời điểm đó,
tại nơi biên giới phía bắc, nơi cồn cát thổi bay mù mịt, có một đoàn xe ngựa đang đi dập dìu, tiến sâu vào địa phận nước Nam, kéo theo hàng loạt những hòm gỗ lớn. Bên trong xe ngựa có một người đang khẽ vén tấm màn che cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm những triền núi đầu tiên của nước Nam. Môi khẽ nhếch lên. Giờ đây, hắn đang nắm trong tay cờ đồ lớn của cả gia tộc, trong lòng sục sôi khí thế. Đoàn xe đi nhiều ngày, qua nhiều huyện, tỉnh lỵ nhưng vẫn chưa dừng lại. Và một ngày trời mưa tầm tã mùa hè, đoàn xe vẫn đang lăn bánh thì đột nhiên người ngồi trong chiếc xe ngựa sơn son thép vàng mới chợt lên tiếng. Dừng! Đoàn xe lúc này mới dừng lại khi đang đi ngang qua huyện Hoa Lư. Vị chủ nhân đỉnh đạt bước xuống khỏi xe ngựa, đội chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng màu đen lên, khẽ bước chân dậm xuống cát sỏi. Sinh khí của vùng đất này khiến hắn ta không sao bỏ qua được. Bẩm cao đại nhân, ngài muốn đi đâu ạ? Tên nô tài nãy giờ đi cạnh xe ngựa, cúi đầu khấm nấm hỏi, tay giơ ô che cho chủ nhân. Khẽ thôi, dẫn đoàn xe ngựa vào khe núi phía trước ẩn đi, ta muốn vào chiếc đầm trước mặt kia vãn cảnh một chút. Vị cao đại nhân đến từ phương Bắc đó ung dung cầm chiếc quạt gỗ, tiến lại gần chiếc đầm lớn ở Hoa Lư. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào mặt nước mênh mông của đầm. Thấy những luồng ánh sáng trắng le lói bốc lên từ phía đó, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bất chợt, hắn cười lớn tiếng. Tiếng cười của hắn vang vọng, hòa lẫn vào tiếng sấm đang ì ùng trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại Hoang Châu, gần biệt phủ cũ của nhà Đinh, người ta đồn ầm lên rằng các ngư dân đánh cá đã vô tình đánh bắt được một con rái cá lớn, đem ra xẻ thịt chia cho mọi người ăn. Tin đồn đó đến được tai Đàm phu nhân, bà chột dạ, bèn sai gia nhân tức tốc quay trở về nơi đó, xin lại bộ xương con rái cá đem về. Bà chưa kịp chọn chỗ chôn cất, bèn giấu tạm bộ xương lên gác bếp. Ngày hôm sau, trong làng loan tin lên có một thầy phù thủy tài phép bên phương Bắc sang để giúp đỡ nước Nam ngày một thịnh vượng. Thầy cần một người có thể lặn dưới nước giỏi và lâu, nếu làm được việc sẽ có thưởng lớn. Đinh Bộ Lĩnh nghe thấy vậy bèn lập tức tìm đến để xin ứng cử. Trong cả trấn này, ngoài cậu bé ra cũng chẳng mấy người lặn giỏi hơn được nữa. Trước mặt thầy phù thủy, Đinh Bộ Lĩnh trình diễn tài năng bơi lội của mình. Tên họ Cao có vẻ hài lòng, bèn đồng ý đưa cậu bé lên thuyền đi cùng ra giữa đầm. Trẻ con cũng tốt, càng dễ cho hắn thực hiện mưu đồ. Tới nơi, hắn ta đưa cho cậu bé một nắm cỏ tươi, bảo cậu bé lặn sâu xuống dưới nước, sâu nhất có thể. Thấy thứ gì thì không cần hoảng sợ mà hãy đưa nắm cỏ này cho nó, ắt sẽ bình an không có chuyện gì. Đinh Bộ Lĩnh nghe lời, lấy hơi mà lặn sâu xuống dưới đầm. Khi lặn xuống tới gần đáy, mở mắt ra, cậu bé bất ngờ nhận thấy một con ngựa lớn, dáng vẻ dũng mãnh, thân hình như một dòng nước đông đặc tụ thành, đang ưỡn ngực đứng ở đó. Làm theo lời dặn, Đinh Bộ Lĩnh chìa nắm cỏ ra cho con ngựa, nó ngoan ngoãn mớm lấy mà nuốt. Quay lại lên thuyền, tên phù thủy mỉm cười vuốt râu hỏi. Sao, dưới đó có con gì? Đinh Bộ Lĩnh thuật lại những gì mình nhìn thấy. Nghe xong, mắt tên phù thủy sáng rực lên có vẻ mừng rỡ lắm. Hắn sai ngay người hầu mang tới cho cậu bé một túi tiền khá nặng để thưởng. Đoạn nói, hay, hay lắm. Hai hôm nữa ta còn có việc quan trọng hơn. Nếu ngươi làm tốt thì số tiền này còn được nhân lên. Kiểm chứng xong xuôi, hắn ta dong thuyền trở về. Đi cùng trên thuyền còn có tên thứ sử của vùng, xì xầm nói chuyện bỡ đỡ hắn. Cao Miên đại nhân, vậy là có tin tốt lành rồi chứ? Ha ha, hẳn là linh khí ngút trời, một long mạch hiếm có khó tìm, ở nơi núi sông hoang vu này lại có thể nuôi dưỡng được long mạch như vậy, đúng là không uổng công nghìn dặm xa xôi. Vậy nếu công thành danh toại, mong ngài nhớ tới kẻ này. Tên thứ sử khúm núm cúi lại. Chương 9, long mạch phát đế vương. Cao miệng nói, giọng cao vút, nghe tựa như sáo nhưng lại sắc ngọt. Hẳn rồi, Trương thứ sử, ngài đã tiếp đón ta tận tình thế nào, ta vẫn nhớ chứ. Không có ngài sao ta có thể vào tới tận đây. Đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần xương cốt của phụ thân ta được cải táng ở đây, ắt gia tộc phải phát đế vương. Những kẻ mang dòng máu lai tạp bẩn thỉu của phụ thân ta đã diệt sạch,
Chỉ ta là đích công tử, ắt hưởng trọn cái phước lộc này. Tới lúc đó, ta là quân, ngài là thần. Có bao nhiêu vinh hoa phú quý, ngài còn phải lo sao? Dạ, dạ, đại nhân còn trẻ mà đã tài năng như vậy, ắt sẽ thành việc lớn. Cuộc nói chuyện kín đáo giữa hai con người đó tưởng chừng như chẳng thể lọt ra ngoài. Thế nhưng cậu bé Đinh Bộ Lĩnh khi ấy đã nghe được tất cả. Hóa ra đây là một tên phù thủy có đầy giả tâm. Hắn ta ôm mộng làm đế vương nên đã đi khắp nơi tìm kiếm long mạch quý nhằm làm phép mượn sinh khí vô lượng của nguồn long mạch, cải táng xương cốt phụ thân vào để đổ phát cho hắn ta lên làm vua. Đi ngang qua vùng đất Hoa Lư này, bắt được long mạch của nước Nam nên hắn đã mạo danh giúp nước Nam để giở trò mờ ám. Hai hôm sau, đúng như hẹn, Cao Miện cho gọi Bộ Lĩnh tới để giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Hắn lại dong thuyền đưa cậu bé tới đúng chỗ hôm trước, đoạn giao cho Bộ Lĩnh một bọc đồ lớn và nặng. Công việc đơn giản thôi, lặn xuống và đưa cho nó ngậm cái bọc này. Cao Miện hất tay ra lệnh. Bộ Lĩnh ngoan ngoãn ôm bọc đồ nhảy xuống sông. Vừa khuất khỏi tầm nhìn, cậu bé bèn lén mở chiếc bọc ra. Bộ Lĩnh kinh hãi nhận ra bên trong có chiếc đầu lâu cùng với hàng tá xương sẩu của người. Cậu bé hiểu ra đây là hài cốt của ai, liền bơi ra một chỗ khác, vứt bọc xương đi. Sau đó Bộ Lĩnh ngoi lên, báo cáo rằng đã đưa chiếc bọc cho con ngựa nọ. Tên phù thủy có vẻ rất hài lòng, đưa tiền thưởng lớn cho Bộ Lĩnh. Mấy ngày sau, khi thấy đoàn xe của Cao Miện đã lăn bánh rời khỏi Hoa Lư, Bộ Lĩnh mới tức tốc chạy về nhà, hỏi mẫu thân về nơi chôn cất hài cốt phụ thân của mình là thứ sử Đinh Công Trứ. Vẻ mặt của Đàm Thị lúc này mới tràn đầy vẻ sầu não. Bà đã giấu con trai bao nhiêu năm nay, giờ thấy cậu bé đã dần trưởng thành mới quyết định nói cho con biết sự thật. Đinh Công Trứ chỉ là dưỡng phụ của cậu bé, còn thân thế phụ thân thật sự của Đinh Bộ Lĩnh là một con rái cá thần. Nói xong, bà mới lấy xuống chiếc bọc xương đang giấu trên gác bếp, giao cho con trai. Đinh Bộ Lĩnh bèn bơi ra chỗ cũ, lặn xuống. Con thủy mã vẫn đang đứng im lìm ở đó như chờ đợi cậu. Bộ Lĩnh hồi hộp đưa chiếc bọc xương cho con ngựa. Nó lại ngoan ngoãn ngậm lấy rồi bơi đi mất. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh lớn lên, thu quân nạp tướng, đánh đâu thắng đó, được mệnh danh là Vạn Thắng Vương. Ông cùng những người đã cùng trưởng thành cùng mình từ thời thơ ấu là Nguyễn Bạch, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng đi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất các vùng cát cứ. Nhân dân và quân sĩ tôn Đinh Bộ Lĩnh lên làm hoàng đế, mở đầu cho thời kỳ độc lập thống nhất, đỉnh cao ngôi vị phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Việc Đinh Bộ Lĩnh thuận lợi lên làm vua, ắt hẳn có liên quan mật thiết tới long mạch ngày ấy. Ồ... Giọng nói của Duy vang lên, cắt ngang mạch hồi tưởng của Tỉnh. Thế thì có liên quan gì tới Cao Biền và Long Đỗ vậy? Đọc nãy giờ tao buồn ngủ quá. Mày hỏi Vân xem, tao chợp mắt một lát. Nói xong, thằng bạn vô lo vô nghĩ của Tỉnh nằm vật ra giường để chuẩn bị ngủ. Tỉnh nhắn lại cho Vân với ý thắc mắc giống với Duy. Cảm ơn mày, tới đây tao hiểu rồi, nhưng mà mối liên quan là gì? Trong một số tài liệu tao tìm thì có thông tin khác nhau, nhưng mà có hai luồng thông tin chính. Một cho là tên phù thủy sang tìm long mạch nước Nam đó chính là Cao Biền. Nhưng trong sử sách thì Cao Biền đã ngõm từ cuối thế kỷ 9 rồi, mà thời Đinh thì bắt đầu từ năm 968. Vì thế tên Cao Biền đó không thể nào có mặt ở thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh được. Vì thế nên tao nghĩ thuyết thứ hai thì chính xác hơn. Đó là Cao Biền có truyền nghệ lại cho một tên đệ tử, sau này nối nghiệp lớn của thầy. Tên Cao Miện đó cũng họ Cao. Khả năng rất lớn đó chính là đệ tử chân truyền của Cao Biền hoặc là đời đồ đệ thứ ba. Vì nếu không có dính dáng gì tới Cao Biền thì đã không có tài liệu nhắc tới hắn như vậy. Vậy còn thần Long Đỗ thì sao? Tới đây vẫn chưa thấy nhắc gì. Từ từ, tao nghĩ lý do còn nằm ở phía sau. Câu chuyện vừa rồi tao kể còn đoạn kết nữa, liên quan mật thiết tới giấc mơ vua bị ám sát của mày đó. Ừ, mày kể tiếp đi. Vân lại tiếp tục câu chuyện. Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua, đổi quốc hiệu thành Đại Cồ Việt, mang tư tưởng về một cường quốc lớn mạnh. Ông áp dụng nhiều hình thức cứng rắn răn đe pháp luật, chỉnh đốn lại kỷ cương đã bị nhũng nhiễu sau nhiều năm nội chiến. Dân chúng ổn định làm ăn, đất nước thái bình thịnh trị. Danh tiếng của vua Đinh lan tới cả phương Bắc, đến tai tên phù thủy năm nào,
Lúc ấy hắn vẫn đang làm một chức quan tam phẩm trong triều đình. Tìm hiểu về tên tuổi của vị tân đế vương kia, Cao Miện nhận ra cậu bé ngày nào. Hắn ta biết mình đã bị lừa trắng trợn. Hắn không ngờ rằng một cậu bé 10 tuổi dám cả gan lừa hắn. Thế nhưng giờ cậu ta đã là vua, không hề dễ động tới, có khác nào vuốt râu hầm. Thủy Mã đã nhận cốt, sao có thể xoay chuyển tình thế được. Cao Miện ở trong phủ ủ mưu nghĩ kế vài năm, chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình. Lúc ấy, Đinh Bộ Lĩnh đã trị vì nước Nam được 8 năm trời. Vào một ngày trời cuối thu mát mẻ, vua Đinh đang cùng với các quần thần bàn việc thủy lợi nơi hạ lưu sông Thương thì có tin báo. Sắp tới, một sứ quân từ nước Bắc Tống sẽ được cử sang để bàn bạc về giao thương. Triều đình nước Đại Cồ Việt cần tiếp đón chu đáo. Vua Đinh cũng ra chỉ, yêu cầu các ngự thiện và bộ lễ trong cung chuẩn bị cẩn thận để tiếp đón sứ thần. Tới ngày, khi tiết trời gần vào xuân, một đoàn xe lớn tiến dần vào cửa thành Hoa Lư. Đoàn xe có hàng chục cỗ xe ngựa rắn chắc, thị vệ cưỡi ngựa dẫn đầu, có người theo hầu, kéo dài lũ lượt, cờ lộng đầy khí thế. Nhìn sơ qua đã biết vị đế vương nơi phương Bắc Kỳ đã diễu võ dương oai đến thế nào. Sau khi nghỉ ở hội quán một ngày, sứ thần ngồi kiệu vào cung để ý kiến vua Đinh Bộ Lĩnh. Trước mặt vua Đinh, hắn ta phủ phục quỳ gối theo đúng lễ nghĩa. Hạ thần, Cao Miện xin bái kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Cồ Việt muôn đời thịnh vượng. Đinh hoàng đế đưa tay ra hiệu miễn lễ, đoạn nói. Cao sứ thần không cần đa lễ. Nước ta với nước Tống như anh em liền khúc ruột. Cao sứ thần tới đây cũng như khách quý trong nhà, không phải khách khí. Ban tọa. Cao Miện đường hoàng ngồi vào phía chiếc bàn đã được sắp xếp sẵn, nâng chén rượu chúc vua Đinh. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị vua nước Nam không còn chút kiên nể. Cao Miện đang dò ý tứ xem Đinh Bộ Lĩnh có nhận ra kẻ cố nhân năm xưa không, nhưng vẫn chưa đoán được gì. Thấy vậy, hắn bèn chuẩn bị tấn công trước. Bữa yến tiệc diễn ra vui vẻ trong tiếng nhạc dập dìu của những ca kỹ và những điệu múa thước tha của các phụ nữ. Thức ăn được mang lên đủ các thứ món sơn hào hải vị, rượu tiếp liền tay. Khi thấy vua Đinh đã ngà ngà say, Cao Miện mới cất lời. Hạ thần muốn mời bệ hạ thêm một chén nữa. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Khi vinh hạnh được ý kiến bệ hạ khi còn nhỏ, hạ thần đã nhìn thấy khí chất nhân tài hội tụ trong người. Đúng là cát nhân thiên tướng. Thiên thời địa lợi nhân hòa đã đem tới vận thái dương cho nước Đại Cồ Việt ta. Hoàng thượng tiếp rượu Cao Miện rồi nói. Người phải chăng là... Vâng, thưa bệ hạ. Hạ thần đã từng đi qua vùng đất Hoa Lư năm nào. Hoàng thượng trước đó đã ngờ ngợ với cái tên Cao Miện này. Giờ lại càng chắc chắn hơn đây chính là kẻ đã từng tính khuấy đảo Long Mạch nước Nam năm xưa. Thế nhưng, hoàng thượng bỗng thấy lo âu bất an. Liệu hắn có biết được rằng ngài đã từng lừa hắn? Nếu biết, hắn có ghi thù không? Mối nhân duyên ngày đó thật đặc biệt. Thần cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi có thể vô tình giúp đỡ một thiên tài xuất chúng đứng lên trị vì muôn dân. Quả thật, đời này không hề nuối tiếc. Cao Miện lại tiếp tục bợ đỡ vua Đinh. Nghe giọng hắn ta nói thì có vẻ như đã biết bộ cốt đang nằm dưới chiếc đầm Hoa Lư kia là của ai. Vậy mà chẳng có ý oán trách. Thế nhưng Đinh Bộ Lĩnh không thể dẹp bỏ ngay nghi ngờ trong lòng mình. Sứ thần Cao Miện ở lại nước Nam được một tháng, đi thăm thú, khảo sát nhiều nơi. Đinh Bộ Lĩnh vẫn âm thầm ra lệnh cho các thị vệ, các quan lại thần theo dõi hành tung của hắn cẩn thận, nhưng không có gì bất thường cả. Bất chợt một ngày, đang giữa đêm, Cao Miện tức tốc vào cung muốn ý kiến hoàng thượng ngay lập tức. Hắn ta khóc lóc quỳ gối trước mặt hoàng thượng mà nói. Bẩm bệ hạ, hôm nay hạ thần thấy thân thể có chút mệt mỏi, bất an nên đã bấm độn quẻ. Biết được phía đông nước ta sắp xảy ra mưa lớn, ảnh hưởng tới vụ mùa, nhân dân sẽ lầm than. Khẩn thiết mong bệ hạ cứu lấy nhân dân, ra lệnh tích trữ lương thực, bảo vệ lúa gạo. Đinh Bộ Lĩnh bán tính bán nghi. Một ngày một đêm suy nghĩ, các quan đại thần cũng can ngăn nói rằng có thể lời tên họ Cao này là giả thần giả quỷ, không đáng tin. Thế nhưng,
thương con dân có thể rơi vào cảnh đói rách. Hoàng thượng vẫn hạ chỉ cho các trấn phía đông đề phòng mưa bão. Ai ngờ một tuần sau đó, ngay vào giữa mùa xuân, một cơn mưa lớn trút xuống. Nhờ có sự phòng bị trước mà đợt ấy, thiệt hại không quá nhiều. Sứ thần Cao Miễn lúc này lại tiếp tục xin hoàng thượng ban chỉ cho mình tới vùng phía đông giúp đỡ nhân dân canh tác. Đinh Bộ Lĩnh nói rằng đó không phải là nhiệm vụ của một sứ thần, khuyên Cao Miễn hãy nghỉ ngơi vãn cảnh nước Nam, cùng vào cung bàn chuyện giao thương với người, không cần lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên, Cao Miễn lại nói: đối với hạ thần, nhân dân nào cũng là nhân dân. Hạ thần xin mang những bí quyết quý báu đã học được từ nước Tống để truyền lại cho nước Nam. Thấy vậy, Đinh Bộ Lĩnh đành đồng ý. Cao Miễn tức tốc lên đường, dốc sức giúp đỡ nhân dân vùng phía đông, không quản ngại nắng mưa ra đồng ruộng. Lúc này, Đinh Bộ Lĩnh thấy cảm động, buông bỏ dần mối nghi ngờ. Được 2 tháng, sứ thần được lệnh phải trở về phương Bắc. Trước ngày rời đi, Cao Miễn được vua Đinh gọi tới để nhận một số lễ vật quý, coi như cảm tạ công sức vị sứ thần đã bỏ ra để giúp nước Nam. Cao Miễn kính cẩn mà nói: hạ thần vô cùng cảm kích đãi ngộ của triều đình nước ta đối với hạ thần. Nếu như đã nhận được trân bảo quý, hạ thần cũng có chút quà mọn dâng lên bệ hạ. Đây cũng là một mối băn khoăn trăn trở của hạ thần, nhưng sợ bệ hạ hồ nghi nên không dám nói ra. Hoàng thượng thấy ánh mắt lấm lét của sứ thần, bèn ra lệnh cho các công nhân lui hết ra ngoài. Lúc này Cao Miễn mới dám nói: bẩm bệ hạ, hạ thần là một người có chút tài lẻ hơn người khác ở chỗ đôi khi có thể nhìn được những sự bất thường, những quy luật của tự nhiên. Phụ Long Mạch năm xưa cũng vậy, thưa bệ hạ. Ý người là sao kia? Thưa bệ hạ, đúng là năm xưa thần cũng từng có ý đồ muốn lên làm đế vương, nên muốn cải táng xác cha vào Long Mạch. Nhưng không phải vì dã tâm riêng của hạ thần, mà cũng vì nghiệp lớn cho nhân dân thôi. Nay muôn dân đã có đức thánh minh, thần không còn gì luyến tiếc. Chỉ là vẫn còn một bí mật, bệ hạ cho phép thần mới dám nói. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay là phần lịch sử nhiều hơn, và chúng ta biết được một số chi tiết liên quan tới vua Đinh Tiên Hoàng. Nói chung là mọi sự việc diễn ra cũng rất là dễ hiểu luôn. Chỉ có một cái chi tiết nó dễ lẫn lộn, đó là Cao Biền và Cao Miệng. Thì có thể là hai cái tên này nó vừa cao mà vừa biền miệng. Nó dễ lẫn lộn, thì Bob nói rõ một chút để cho các bạn phân biệt được cái khúc đó nha. Nếu như mà các bạn còn nhớ cái giai thoại kể ở tập trước, thì trong cái cuộc chạm trán giữa Cao Biền và thần Long Đổ, thì sau khi mà chạm trán thần Long Đổ, Cao Biền mới lập một cái miếu thờ, giống như một cái đền thờ thần Long Đổ ở ngay chỗ đó. Thì cái sự việc đó xảy ra rất là lâu rồi, trước thời Đinh Tiên Hoàng rất là lâu, mãi cho đến sau này, bởi vì Cao Biền đã mất ở cuối thế kỷ thứ 9, thì mãi cho đến thời của Đinh Tiên Hoàng thì Cao Miễn mới xuất hiện. Thì theo lời của Vân, rất có thể Cao Miễn là đệ tử đời đầu tiên hoặc là đời thứ 2, thứ 3 gì đó của Cao Biền. Hai người này là hai người hoàn toàn khác nhau và ở hai đời hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Và mọi sự việc xảy ra diễn biến như vậy, nhưng mà Bắp cảm thấy cái tên Cao Miễn này không hề giống như những gì mà Hắc thể hiện ở cuối tập này, giống như là cố gắng giúp sức cho triều đình, muốn cứu dân độ thế. Bắp cảm nhận như là Cao Miễn có một âm mưu nào đó, mà có lẽ là cái chết của Đinh Tiên Hoàng gián tiếp hoặc là trực tiếp có liên quan tới Cao Miễn. Và mọi sự việc còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Nhị Trùng Thân Tứ Trấn nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.